Thành bên phía tay phải, Caria trên Sài Gòn FC trong trang phục thi đấu màu vàng, Bảo Vĩnh Thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài B. Cú sút của Hoàng Nam. Mùa giải năm ngoái thì Thái Huy đã chơi xuất sắc trong màu áo của bóng vẫn trong cuộc. Cơ hội không vào. Không vào. Rất hay, Lý Đức Hưng. Nhất hội. Dứt điểm. Không vào. Khá nguy hiểm. Như vậy là rất bất ngờ đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Saco. Người đã đệm bóng ở cự ly cận thành đó là Hữu Thiện. Sức ép và khiến cho cầu thủ của đối phương không kiểm soát được bóng. Hữu Thắng. Cơ hội. Dứt điểm không được. Hoàn toàn đã khiến cho sức mạnh của Saco. Khá nguy hiểm. Pha đi bóng của Thịnh Phát, cơ hội. Tỷ số là 2-0. Đường chuyền rất hay. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Cao thủ Sài Gòn FC. Đường chuyền của Tấn Đạt và người ghi bàn đó là Đình Phong. Rất hay. Ôi, không vào. Công Hải. Cú sút kỹ thuật của Công Hải. Nguy hiểm. Một sai lầm của cầu thủ Sài Gòn FC. Và Lý Đăng Hưng rất bình tĩnh. Còi đã thổi. Không vào. Hết giờ. Và như vậy là các cầu thủ Saco đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Buổi tường thuật của chúng tôi sẽ được phát trên các kênh sóng Việt Nam Journey và VTC3 cùng với ứng dụng VTC Now. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.